tháng 11 năm 2005, khi dắt chó tuần tra bên ngoài một khu biệt thự sang trọng ở ngoại ô Bắc Kinh, người nhân viên bảo vệ phát hiện chó sủa không ngừng lúc đi ngang qua nhà của cô hoa khôi nức tiếng tên Lương Hải Linh. Anh vốn không lạ lẫm gì với cô gái này vì cô có ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, luôn xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Anh tiến đến gần với ý định gõ cửa, nhưng ngay lập tức dừng lại vì ngửi thấy mùi tanh tanh. Nghi là có chuyện chẳng lành, anh bảo vệ báo động cho toàn đội an ninh. Vài phút sau, người ta phát hiện ra cô hoa khôi nức tiếng kia đã ngưng thở từ bao giờ trong trạng thái vô cùng thê thảm. Các tủ đồ trong nhà bị lục tung, đồ trang sức và tiền mặt mất sạch. Một bức tường thậm chí là còn bị đập vỡ, lộ cả bê tông cốt thép ra ngoài. Có thể là với đoạn giới thiệu ban đầu thì các bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một vụ án mạng thông thường nhắm vào cô hoa khôi xấu số phải không ạ? Nhưng mọi thứ lại không hề đơn giản đến vậy. Từ một mạng người vô danh bị tước bỏ, cảnh sát Bắc Kinh đã vạch trần được mọi góc khuất của một chốn ăn chơi nức tiếng Bắc Kinh lúc bấy giờ. Vậy thì thực hư câu chuyện này ra sao? Hãy cùng Khánh Hà và Kỳ Án Có Thật tìm hiểu trong vụ án của ngày hôm nay. Và trước khi đi vào nội dung chính, đừng quên khích lệ chúng mình bằng cách để lại một like, share video và nhấn nút theo dõi kênh để chúng mình sớm đạt mục tiêu 20.000 follower đầu tiên nhé. Còn bây giờ thì sẽ cùng nhau đi tìm sự thật của vụ án ngày hôm nay. Vụ án của ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ một nhân vật có tên là Đàm Huy, sinh năm 1968 tại Bắc Kinh. Vốn có ngoại hình ưa nhìn và kỹ năng giao tiếp khéo léo, anh đã sớm nổi tiếng từ thời trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1989, anh từng làm việc cho một công ty viễn thông có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 1991, Đàm Huy bắt đầu dấn thân vào thương trường, bán lẻ các mặt hàng như TV, quần áo, đồng hồ. Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu quặng sắt, gặt hái được thành công vang dội và kiếm được món tiền lớn đầu tiên trong đời. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 ở Trung Quốc là giai đoạn chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nhân trẻ tài năng. Nhiều người trong số họ nhanh chóng phất lên nhờ làn sóng cải cách mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên, trong trường hợp của Đàm Huy, sự thăng tiến nhanh chóng và bước nhảy vọt về số lượng tài sản của anh lại vướng phải nhiều lời đàm tiếu. Nhiều người cho rằng anh ta đạt được thành công như vậy là nhờ vào gia thế của người vợ đầu tiên tên Lâm Tinh. Trên mạng xã hội lan truyền tin đồn gia đình Lâm Tinh có thế lực hùng mạnh, với người dì là phu nhân của một quan chức cấp cao. Do vậy, Đàm Huy được mệnh danh là chàng rể quý và nhiều người tin rằng anh ta đã hưởng lợi ích không nhỏ từ danh phận này. Trước những tin đồn này, Đàm Huy đã lên tiếng đính chính trong một cuộc phỏng vấn truyền thông. Anh khẳng định rằng anh và Lâm Tinh là bạn học cùng lớp từ tiểu học và mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Khi đó, anh hoàn toàn không biết gì về gia thế của Lâm Tinh và cũng không hề có ý định lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi. Năm 1994, Đàm Huy thành lập công ty thương mại Châu Kỳ Trung chuyên xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, phế liệu thép và nhanh chóng thu về lợi nhuận khổng lồ. Thành công ban đầu mang đến cho Đàm Huy nguồn vốn dồi dào và từ đây anh ta bắt đầu lấn sân sang thị trường chứng khoán. Trong dịp lễ Giáng sinh năm 1994, Đàm Huy dự định cùng bạn bè đến quán bar Trường Thái, một quán bar nổi tiếng lúc đó để thư giãn. Tuy nhiên, do quán đông khách, họ không thể vào được bên trong. Ngay lập tức, Đàm Huy gọi điện cho ông chủ để khiếu nại. Kết quả là thay vì vào quán bar, bọn họ được chủ quán mời đến quán cà phê ở phía đối diện. Qua cuộc trò chuyện với người chủ, Đàm Huy bị thu hút bởi mô hình kinh doanh độc đáo của Trường Thái, bởi nó khác biệt hoàn toàn so với những hộp đêm thông thường. Nơi đây mang đến cho khách hàng trải nghiệm giải trí thượng lưu đầy tinh tế và đẳng cấp. Điểm đặc biệt thu hút Đàm Huy chính là phong cách thiết kế độc đáo pha trộn giữa nét đẹp hiện đại của Đài Loan và sự cổ điển của Trung Quốc. Hơn thế nữa, Trường Thái không chỉ đơn thuần là một quán bar mà còn là nơi hội tụ những tinh hoa nghệ thuật. Bầu không khí ở đây phải nói là sự kết hợp giữa âm nhạc, khiêu vũ, ca hát và cả những màn biểu diễn nghệ thuật đầy tinh tế. Trước sự thán phục của Đàm Huy, chủ quán người Đài Loan với nụ cười hiền hậu đã dí dỏm đề nghị Đàm Huy cùng làm cộng sự. Thậm chí là ông còn hứa hẹn sẽ nhượng lại quán bất cứ lúc nào mà anh muốn. Lời đề nghị tưởng chừng như đùa vui ấy lại khiến Đàm Huy bất ngờ đưa ra quyết định táo bạo. Tôi quyết mua hẳn quán bar này. Câu nói đầy tự tin của Đàm Huy khiến chủ quán phải ngỡ ngàng. Ông ta không khỏi tò mò về lý do đằng sau quyết định đột ngột này của vị khách trẻ tuổi. Có thể là vào lúc đó xuất phát từ trực giác nhạy bén của người làm kinh doanh, Đàm Huy đã nhận ra tiềm năng phát triển của Trường Thái trong tương lai. Quyết tâm thực hiện thương vụ này cho bằng được, Đàm Huy đã vay 1.800.000 đô la Mỹ từ Lý Bồ Anh, tổng giám đốc công ty quản lý sân bay Thủ Đô. Quyết định tái bạo này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của Đàm Huy, đồng thời mở ra mối quan hệ hợp tác với Lý Bồ Anh, một nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong những biến động to lớn trong cuộc đời Đàm Huy về sau này. Năm 1995, sau khi mua lại Trường Thái, Đàm Huy đổi tên quán bar này thành Thiên Thượng Nhân Gian với mong muốn biến nó thành một câu lạc bộ đêm xa hoa và độc nhất vô nhị ở Bắc Kinh. Đồng thời, anh ta cũng nâng tầm đẳng cấp của quán bar này bằng cách cung cấp các dịch vụ cao cấp, âm nhạc sang trọng và những người đẹp quyến rũ, tạo nên bầu không khí xa hoa, đầy sức hấp dẫn. Theo nhiều nguồn thông tin, Thiên Thượng Nhân Gian được sở hữu hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất đất nước, trị giá hơn 2 triệu đô la, cùng đội ngũ DJ chuyên nghiệp được mời từ nước ngoài về. Hơn 40 phòng hát sang trọng được trải thảm len cao cấp, mang đến cho khách hàng không gian thư giãn tuyệt vời được ví von như thiên đường trần gian. Để tạo nên sự khác biệt, Đàm Huy còn áp dụng mô hình kinh doanh độc đáo, nơi khách hàng được phục tùng tuyệt đối như vua chúa. Nhân viên được đào tạo bài bản, sẵn sàng quỳ gối để rót rượu, châm thuốc và phục vụ từng ly đồ uống. Có một nội dung được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội về những tiêu chí khắt khe từ ngoại hình đến trình độ học vấn đối với nhân viên tại Thiên Thượng Nhân Gian. Cụ thể là nữ giới chiều cao từ 1m65 đến 1m75, độ tuổi từ 18 đến 28, có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh, biết giao tiếp đơn giản bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn. Bản thân Đàm Huy cũng yêu cầu cấp dưới chiêu mộ tiếp viên theo tiêu chuẩn tiếp viên hàng không và trả lương hậu hĩnh. Có tin đồn khác còn nói về việc quán bar này đã tổ chức cuộc thi hoa khôi để chọn ra 4 hoa khôi và top 10 người đẹp. Họ được đào tạo bài bản để trở thành những người phục vụ chuyên nghiệp. Điểm nổi bật tiếp theo chính là mức giá dịch vụ tại Thiên Thượng Nhân Gian. Chi phí dịch vụ cao ngất ngưỡng biến nơi đây trở thành địa điểm xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu. Chẳng hạn là một chai bia có giá là 100 đô la, hay là một ly cocktail có giá là 200 đô. Một chai rượu Cognac Royal Salute có giá lên tới 5.000 đô. Người bình thường vào đây cũng phải tiêu ít nhất là 7.000 đô la Mỹ và tiền tip của nhân viên lên tới 500 đô cho mỗi người. Không chỉ là một quán bar, với người dân Bắc Kinh, Thiên Thượng Nhân Gian chính là nơi không thể xâm phạm, là biểu tượng cho quyền lực và địa vị ở Bắc Kinh, đồng thời có chống lưng vững chắc về mặt chính trị. Do đó, mỗi khi cảnh sát Trung Quốc phát động chiến dịch truy quét chống tệ nạn, trong ngành luôn có người thách thức. Nếu giỏi thì hãy kiểm tra Thiên Thượng Nhân Gian đi. Thời kỳ đỉnh cao, doanh thu mỗi ngày của Thiên Thượng Nhân Gian đạt hàng triệu nhân dân tệ, lợi nhuận hàng năm lên tới hơn 30 triệu nhân dân tệ. Đây chính là nguồn thu dồi dào giúp Đàm Huy có nền tảng tài chính vững chắc. Bên cạnh đó, đối với Đàm Huy, Thiên Thượng Nhân Gian không chỉ là một cơ sở kinh doanh mà còn mang đến cho anh ta những mối quan hệ quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị. Nhờ tận dụng tốt nguồn lực này, Đàm Huy nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh của mình sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2000, Đàm Huy bắt đầu hành trình đầy tham vọng của mình khi mua lại công ty niêm yết Trường Phong Thông Tin với giá rẻ. Đây là tiền thân của đế chế Hoan Nhu thế kỷ sau này, nơi sản sinh ra vô số ngôi sao đình đám trong ngành giải trí hoa ngữ. Từ năm 2003 đến năm 2005, Đàm Huy liên tục thâu tóm các công ty lớn, tạo nên một đế chế kinh doanh khổng lồ hoạt động trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, viễn thông, truyền thông, phim ảnh, giải trí, xuất bản và quảng cáo. Lúc này, Đàm Huy đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, được mệnh danh là vua hộp đêm với sự nghiệp kinh doanh rực rỡ và cuộc sống viên mãn. Năm 2004, Đàm Huy được một tạp chí bình chọn là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với tổng số tài sản 4 triệu nhân dân tệ. Anh cũng thường xuyên xuất hiện trên báo chí và được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, người ta thường hay nói là thịnh suy chỉ trong chốc lát, sự thành công không ở lại với Đàm Huy được lâu. Tham vọng nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh đã khiến Đàm Huy đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thua lỗ nặng nề. Anh ta đã ký kết những hợp đồng chứa nhiều điều khoản bất lợi, tiềm ẩn rủi ro cao về tài chính và pháp lý. Anh ta cũng sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thiếu kiểm soát, vay mượn tiền khắp nơi để mua lại các công ty đang gặp khó khăn hoặc phá sản. Hệ quả tất yếu của việc thâu tóm không tính toán này là sự sụp đổ nhanh chóng của đế chế kinh doanh mà Đàm Huy dày công xây dựng. Thay vì mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, các thương vụ khiến Đàm Huy rơi vào nợ nần chồng chất và thậm chí là còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho đế chế kinh doanh mà Đàm Huy gây dựng lụi tàn nhanh chóng lại là loạt biến cố xảy ra vào năm 2005. Vào tháng 4 năm 2005, Đàm Huy vướng vào vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc là Trương Ân Chi và cựu chủ tịch sân bay thủ đô là Lý Bồ Anh. Đàm Huy bị buộc tội hối lộ 60.000 đô la Mỹ cho Trương Ân Chi để nhận khoản vay 600 triệu đô và hối lộ 18.670.000 nhân dân tệ cho Lý Bồ Anh để nhận khoản vay 630 triệu đô từ sân bay thủ đô. Kết quả, Trương Ân Chi bị kết án 15 năm tù, còn Lý Bồ Anh bị kết án tử hình. Còn Đàm Huy thì sao? Bằng một cách nào đó thì trong khi những kẻ đồng lõa phải trả giá đắt thì Đàm Huy đã thoát khỏi vòng lao lý, nhưng phải nộp phạt và chịu nhiều tổn hại về danh tiếng. Và tới đây thì chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc một nhân vật tầm cỡ thế này thì có liên quan gì đến sự ra đi của cô Hoa Khôi được nhắc đến trong đầu video. Thế thì đừng sốt ruột nhé, bởi vì từ đây hàng loạt ẩn khúc của quán bar đình đám bị lộ diện. Cũng trong năm 2005, Lương Hải Linh, một nhân vật nổi tiếng có liên quan mật thiết đến Thiên Thượng Nhân Gian, bị sát hại trong căn hộ cao cấp của cô. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2005, nạn nhân bị phát hiện trong tình trạng vô cùng thê thảm. Hiện trường vụ án vô cùng xáo trộn khiến cảnh sát bước đầu nhận định đây là một vụ giết người cướp của. Nói về người phụ nữ này, Lương Hải Linh là một trong những hoa khôi nức tiếng Bắc Kinh. Sở hữu nhan sắc mặn mà cùng vóc dáng hoàn hảo, cô chính là tâm điểm chú ý tại Thiên Thượng Nhân Gian. Trong cuộc thi Hoa Khôi do Thiên Thượng Nhân Gian tổ chức, Lương Hải Linh được chọn là một trong tứ đại mỹ nhân. Dù khách có bỏ ra 10.000 nhân dân tệ cũng chưa chắc có được diễm phúc nói chuyện với người đẹp. Sau 10 năm làm việc tại đây, cô đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, ước tính lên tới 10 triệu nhân dân tệ, cùng với một chiếc xe Mercedes-Benz đắt tiền và nhiều bất động sản có giá trị khác. Nhiều lời đồn đoán xuất hiện xung quanh vụ án mạng này. Một số người cho rằng do mâu thuẫn tình cảm với hai người tình mà Lương Hải Linh bao nuôi, hai người này đã hợp tác để ra tay và cướp đoạt tài sản của cô. Tuy nhiên, cảnh sát sau khi điều tra tài sản của cô đã bác bỏ giả thuyết này. Cũng có tin đồn cho rằng Lương Hải Linh đã vô tình phát hiện bí mật động trời của một quan chức cấp cao dẫn đến việc bị diệt khẩu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác minh và chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ. Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên đã đến gặp Đàm Huy, chủ của Thiên Thượng Nhân Gian. Tuy nhiên, Đàm Huy lại khẳng định Lương Hải Linh chỉ là khách quen của quán, chứ không phải là tiếp viên như nhiều tin đồn. Anh ta cho biết, sở dĩ Lương Hải Linh thu hút nhiều sự chú ý đến vậy là bởi nhan sắc trời phú và thường xuyên xuất hiện ở một vị trí cố định tại quán. Đàm Huy cũng tiết lộ thông tin gây sốc là Lương Hải Linh từng phải chịu án 1 năm tù giam để lý giải cho việc cô vắng bóng khỏi Thiên Thượng Nhân Gian hơn 1 năm trước khi vụ án xảy ra. Đàm Huy cũng nhấn mạnh rằng Lương Hải Linh chỉ là một người dân Bắc Kinh với gia thế bình thường, đồng thời anh ta cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc dư luận vu khống một người đã khuất. Những lời khai của Đàm Huy không làm những nghi ngờ của công chúng tiêu tan mà chỉ khiến cho vụ án càng thêm bí ẩn. Việc thiếu hụt bằng chứng và manh mối khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm trôi qua, cho tới nay, vụ án mạng của Lương Hải Linh vẫn chưa tìm ra hung thủ. Những lời đồn đoán và giả thiết khác nhau khiến cho sự thật ngày càng trở nên mù mờ. Dù không có bằng chứng về sự dính líu trực tiếp, vụ án liên quan đến Lương Hải Linh cũng đã khiến chính quyền để mắt đến quán bar này nhiều hơn. Áp lực từ các cuộc điều tra và chính sách kiểm soát khiến hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ này ngày càng khó khăn. Và cuối cùng, Đàm Huy quyết định bán quán bar Thiên Thượng Nhân Gian với giá là 150 triệu nhân dân tệ. Đây là một con số không nhỏ nhưng chẳng thấm thía gì so với thời kỳ đỉnh cao. Quyết định này đánh dấu sự suy tàn của một đế chế giải trí, đồng thời là sự rút lui lặng lẽ của Đàm Huy khỏi ánh mắt của công chúng. Sự rực rỡ của Thiên Thượng Nhân Gian cũng dần tan biến theo thời gian. Đến tháng 5 năm 2010, Cục trưởng Công an thành phố Bắc Kinh lúc đó là Phạm Chí Hoa đã ra lệnh đột kích Thiên Thượng Nhân Gian cùng với 3 câu lạc bộ nổi tiếng khác tại Bắc Kinh, bắt giữ 557 nữ tiếp viên. Sau sự việc này, Thiên Thượng Nhân Gian chính thức đóng cửa, đánh dấu sự kết thúc của một đế chế xa hoa. Sau khi bán Thiên Thượng Nhân Gian, Đàm Huy lấn sân sang lĩnh vực chứng khoán, đồng thời anh ta tận dụng các mối quan hệ trong giới giải trí để che đậy những hoạt động kinh doanh mờ ám. Anh ta cũng vay mượn ngân hàng và sử dụng các thủ đoạn gian lận để thâu tóm các công ty niêm yết. Nhưng mọi chuyện không duy trì được bao lâu. Năm 2015, Đàm Huy bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh cáo và phạt tiền vì hành vi gian lận hành chính và thao túng thị trường chứng khoán. Không chỉ vậy, Đàm Huy còn vướng vào một loạt các vụ kiện tụng liên quan đến nợ nần. Anh ta đã vay mượn nhiều cá nhân và tổ chức nhưng không có khả năng trả nợ. Các doanh nghiệp do Đàm Huy làm chủ cũng dần rơi vào khủng hoảng và buộc phải tuyên bố phá sản. Điển hình là chuỗi rạp chiếu phim thuộc tập đoàn Tinh Mỹ Truyền thông gặp khủng hoảng tài chính dẫn đến việc nợ lương nhân viên, nợ tiền nhà cung cấp và đối tác. Năm 2020, Tập đoàn Tinh Mỹ Truyền thông do Đàm Huy sáng lập bị hủy niêm yết. Năm 2022, công ty Senlada cũng chung số phận. Hậu quả là Đàm Huy trở thành vua chúa trổm với khoản nợ lên tới 65,9 tỷ nhân dân tệ. Anh ta bị Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc ra lệnh phong tỏa tài sản. Dưới áp lực của dư luận, Đàm Huy buộc phải rút lui khỏi giới kinh doanh. Anh ta bí mật di cư sang Mỹ và chuyển tài sản ra nước ngoài. Và quyết định này đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của Đàm Huy. Nhờ sự giúp đỡ của người vợ lúc bấy giờ là Lưu Đa, Đàm Huy nộp đơn xin visa du lịch Mỹ và may mắn được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, hành trình trên đất Mỹ của anh ta cũng không suôn sẻ như mong đợi. Trên đơn đăng ký, Đàm Huy mạnh dạn đánh dấu không cho câu hỏi có sử dụng tên nào khác hay không. Nào ngờ, lời nói dối mong manh ấy đã nhanh chóng tan vỡ. Khi từ Hồng Kông sang Mỹ, ngay khi đặt chân tới sân bay quốc tế Kennedy, New York vào ngày 8 tháng 6 năm 2018, Đàm Huy đã bị nhân viên hải quan phát hiện mang theo một bức ảnh và chứng minh nhân dân Hồng Kông mang tên Lý Mộc Lâm. Bức ảnh và tên trên giấy tờ không khớp với thông tin trên hồ sơ xin visa của Đàm Huy, dẫn đến sự nghi ngờ của cơ quan chức năng. Từ đó, FBI đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và liên tục triệu tập Đàm Huy để làm rõ nguồn gốc của danh tính cái tên Lý Mộc Lâm. Ban đầu, Đàm Huy ngoan cố chối bỏ, nhưng sau đó anh ta phải thú nhận mọi chuyện. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát khiến cho cuộc điều tra của FBI bị tạm hoãn trong một thời gian. Tận dụng cơ hội này, Đàm Huy tiếp tục chuỗi ngày lừa dối của mình. Năm 2020, anh ta khai gian địa chỉ và sử dụng bảng sao kê ngân hàng làm giả và xin được giấy phép lái xe tại tiểu bang Florida. Năm 2022, Đàm Huy mang theo giấy phép lái xe Florida đến New York để đổi lấy giấy phép mới. Một số suy đoán cho rằng Đàm Huy lo lắng về việc bị phát hiện danh tính giả và muốn sử dụng giấy phép lái xe như một dạng thẻ căn cước mới. Trước đó, năm 2021, Đàm Huy bị một công ty Trung Quốc đâm đơn kiện tại Mỹ đòi thanh toán khoản nợ 4,5 tỷ đô la Mỹ. Để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, Đàm Huy đã bán nhà, chuyển tài sản cho vợ cũ là Lưu Đa. Tuy nhiên, kế hoạch của Đàm Huy bị sụp đổ vì một vụ cãi vã gia đình vào tháng 9 năm 2023. Trong lúc nóng giận, anh ta đã dùng rìu phá hỏng cửa tủ đồ của Lưu Đa. Cảnh sát đến hiện trường chụp ảnh và bắt giữ anh ta với tội danh phá hoại tài sản. Công tố viên cáo buộc Đàm Huy từng có hành vi bạo lực với Lưu Đa trước đó vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Bằng chứng là một bức ảnh chụp lại vết thương ở cổ của Lưu Đa. Đồng thời, vụ việc này cũng khiến chuyện ly hôn giả của Đàm Huy và Lưu Đa bị phanh phui. Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến 2023, họ vẫn chung sống dù đã ly hôn hợp pháp nhằm tẩu tán tài sản. Tiếp theo, Đàm Huy bị bắt giữ vì sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo và lừa đảo nhập cư để có thẻ xanh ở Mỹ. Cùng lúc đó, các hoạt động gian lận chính trị của anh ta cũng bị phát hiện. Đàm Huy đã sử dụng danh nghĩa người khác để ủng hộ các tổ chức bầu cử ở New York và Rhode Island nhằm che giấu nguồn gốc tài chính và lách qua quy định về giới hạn số tiền ủng hộ. Hành vi này vi phạm luật bầu cử Mỹ và khiến anh ta phải đối mặt với cáo buộc hình sự nghiêm trọng, hình phạt cao nhất lên tới 27 năm tù. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại Tòa án Liên bang khu đông New York ở Long Island, Đàm Huy đã nhận tội và đồng ý hợp tác với chính quyền để đổi lấy việc giảm nhẹ hình phạt. Với các tội danh ủng hộ tiền chính trị bất hợp pháp, lừa đảo nhập cư và làm giả tài liệu tùy thân, Đàm Huy bị kết án 6 tháng tù giam và bị buộc nộp phạt 1 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Đàm Huy buộc phải từ bỏ thẻ xanh và rời khỏi nước Mỹ sau khi hoàn thành bản án. Hiện tại, anh ta đang bị giam giữ tại trại giam liên bang ở Brooklyn. Vậy là từ một doanh nhân có cuộc sống xa hoa khiến vạn người ao ước, chỉ vì tham lam quá độ, làm việc không tuân theo pháp luật, Đàm Huy đã trở thành tội nhân của cả hai quốc gia. Tài sản bay mất và danh dự cũng chẳng còn. Còn bạn, bạn nghĩ gì về cách thức làm giàu bất chấp của vị doanh nhân xứ Trung này? Và sự ra đi của hoa khôi Lương Gia Linh có thật sự là không liên quan như lời Đàm Huy nói hay không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé! Và nếu bạn thích video này, đừng quên ủng hộ Kỳ Án Có Thật bằng cách để lại một like và subscribe kênh để nhận những thông báo mới nhất về các vụ án ly kỳ và hấp dẫn. Còn bây giờ thì Khánh Hà, xin chào và hẹn gặp lại!